Biển xa tít trận chân trời, sóng vồ sóng vập gọi mời tôi đi. Dù không biết ở đó có gì, nhưng ai cũng muốn với tới. Dường như chỉ cần một lý do, như nội dung mơ hồ ở bức thư trong chai, là đã khiến tôi lên đường để tìm kiếm. Nhưng biển cả đâu hiền từ dịu êm, những cơn sóng đã khiến chiếc thuyền nhỏ của tôi vỡ tan tành. Tôi chỉ biết bám víu vào những mảnh vụn rồi mặc sóng đẩy đưa. Tôi trôi dạt tới một hòn đảo ven biển. Người tìm thấy tôi là cô Merit, trưởng làng chài này, cũng là người đã thả bức thư trong chai. Cô giới thiệu hòn đảo này rất tuyệt vời, được bảo vệ bởi các xoáy nước, còn có hẳn một ngọn núi lửa đang trực chờ để phun trào và những loài quái vật dị hợm. Nghe xong tôi bồn rồn cả chân tay, chỉ muốn quẩy đít té ngay về nhà. Cơ mà cô hứa cho tôi một ngôi nhà khang trang và nhét vào tay một tấm bản đồ của đảo. Ngôi nhà của tôi nằm ở phía trên khu chợ sầm uất, cạnh chiếc cầu bắc qua dòng sông nhỏ trong xanh. Ở ngay phía trước một đám bụi rậm tùm, và nó chính là một cái chuồng bò. Nhìn thoáng qua thì bên ngoài giản dị đơn sơ, bên trong rách nát ai ngờ được đâu. Chỉ có một chiếc đệm ngủ, hai cái bao chồng giấy lộn và món quà của cô Merit, một chiếc ba lô nhỏ. Cô đã chờ sẵn tôi ở phía ngoài, yêu cầu tôi đặt tên cho cái chuồng bò. Đặt là biệt thự thì có lẽ là ổn. Điều an ủi lớn nhất của tôi là được sở hữu cả khu đất rộng ở phía dưới, cùng một bộ công cụ đơn giản khởi đầu. Để làm quen, cô yêu cầu tôi làm việc đơn giản, tiện thể dọn dẹp luôn khu đất ở phía dưới. Chỉ là phát cỏ, nhổ rau, đập đá, chặt cây thôi. Cô tiếp tục hướng dẫn tôi đặt đồ vào trong nhà, làm bếp lửa nấu đồ ăn, sử dụng kho nhỏ, cuốc và trồng cây giống. Xong xuôi lại giục tôi xuống bến cảng gặp người quen của cô. Cất xong đám đồ, tôi bắc cua qua thác, nhảy chồm hỗn trên mái nhà để ra tới khu bến cảng. Ông Eddie là một ngư dân kỳ cựu, đã cho tôi một chiếc cần câu cũ và yêu cầu tôi bắt một con cá. Tiếc là trong game không cho bắt cá bằng tay, nên tôi đành thả cần xuống câu theo đúng quy định. Cũng phải mất một lúc cá mới cắn câu, tôi phải gồng cơ đít thít cơ mông thì mới dông được nó lên bờ. Tôi đưa cho ông con cá để đổi lại chiếc cần. Ông giới thiệu tôi tới trang trại nuôi ong của ông Mel, toàn người già nên tốt tính lắm. Cho tôi một cây vợt nhỏ với yêu cầu bắt 4 con bọ, tất nhiên là không bao gồm cả đàn ong của ông. Nên tôi đành mò xuống dưới, bắt bướm ở triền đồi và con đom đóm xong rồi đưa ông. Ông cho tôi cái vợt và bảo tôi đi gặp bà Trân Châu, chủ tịch hội thương gia. Bà ấy hướng dẫn cho tôi cách bán đồ trên sạp. Sẵn có 4 con bọ mới bắt, tôi đặt vào bán luôn. Vậy là ngày đầu làm quen với nhịp sống của dân làng đã kết thúc trong sự mệt mỏi của tôi. Có vẻ người mới tới rất được người dân trong làng quan tâm khi có rất nhiều bức thư được gửi cho tôi. Việc đầu tiên của ngày mới là tưới rau hôm qua đã trồng, rồi nướng con cá còn dư. Yêu cầu đầu tiên của tôi tới từ Alaric, một anh chàng phù thủy. Đáng lẽ là tôi phải đi cùng anh để dọn dẹp đám cây gai cơ, nhưng mà do hắn đói quá nên yêu cầu tôi kiếm ngao ngoài biển, chế biến và đem về cho hắn. Ăn xong lại phải chờ tiêu hóa mới đi đánh được cơ. Bất dậy. Tò mò nên tôi đi ra khu cây gai ngó thử. Thì ra là những cái cây này đã chặn hết đường đi của dân làng. Vì còn phải chờ tới mai nên tôi tranh thủ chặt một ít cây, dọn dẹp khu đất trước nhà cho thoáng mát rộng rãi, cũng như lấy cả vật liệu. Đang tính chú chợ chơi, tôi tình cờ thấy một con ếch tím béo ệch, thế là rén rén rồi bắt luôn. Nhờ thế tôi mới để ý có một cửa hàng nhỏ ngay đầu cầu. Đây là lò bánh của Dominic, cơ mà chỉ bán bột và bơ, hai thứ mà có cho tôi cũng không biết nấu. Nên sau đó tôi mò xuống chợ để tìm hiểu. Ở chợ có em Sky, bán đồ nâng cấp hoa tai đồng hồ, Mile bán mũ nón độ đồ, Apen thân yếu phụ hồ cả thôn, Holly trông thấy sồn sồn, em chuyên hạt giống phân tồn đầy kho. Đứng cạnh là Liễu hay ho, bán cây lê táo, cả nho, gốc sồi. Lượn lờ hết chợ chả còn việc gì để làm, nên tôi vác cần ra biển, trồng đít câu vài con cá để về nấu cơm, sau đó đem bán hết đám côn trùng rồi mò về nhà ngủ. Sáng hôm sau, tôi và Alaric cùng đến chỗ những cây gai mọc dài nhất. Ở đó hắn cho tôi một cây trượng gỗ, trông cùi cùi mà đánh phát nào dây gai đứt phát đó. Nhờ thế mà chúng tôi đã dọn dẹp được hết đám cây gai chắn đường, giúp người dân trở lại cuộc sống như trước kia. Thật ra thì tôi cũng không biết gì về ma thuật, nên cầm trượng thì không khác gì cầm rìu cả. Xong xuôi tôi trở lại gặp Alaric để nhận thưởng. Vì có một đống thông báo sổ ra nên cũng không biết là được cái gì. Sau đó tôi mò tới quán trọ, gặp anh đầu bếp tháng 8, bán đồ ăn phục hồi thể lực, năng lượng. Anh Casper bán các loại đồ uống, trà đá và chủ quán trọ, Frida, người yêu cầu tôi đi kết bạn với một ai đó trong làng. Tôi tính sẽ mồi chài em gái tên Than, thợ rèn duy nhất trong làng của tôi. Tôi cố bắt chuyện cơ mà em ấy đang bận nên bị ăn bơ. Chán đời tôi mò xuống dưới biển, thấy có cái cục gì đó trồi lên, bèn vác xẻng ra múc. Nhặt được một ít cát và đất sét. Thế là Agile, thợ làm gốm, đến nói khoáy đừng có hớt đất sét của nó nữa. Nên tôi lại đi lang thang, vô tình lạc vào một khu nào đó có rất nhiều cây gai mọc ven đường. Phía dưới khu cầu thang là một đoạn đường bị sụt cạnh thác nước. Vì không đi được nữa nên tôi quay trở lại chợ để bán hết đám côn trùng hôm nay mới bắt được. Sáng ra gà còn chưa kịp gáy, ông Eddie đã gửi thư kêu tôi xuống ngay bến cảng để gặp ông. Xong hết việc nhà, tôi lại pack cua phi ra biển. Ông yêu cầu tôi bán cá ở ngoài chợ. Lỡ mấy hôm trước bán hết rồi nên tôi lại phải ném cần ra để câu. Kéo cần cò cưa gập cả lưng thì mãi mới đủ để đem ra chợ bán trong sạp. Tất nhiên là phải chờ người ta đến mua nữa, nên tranh thủ tôi lại đi chém gió với em Than và nghe giọng cười đảm đang của em ấy. Sau đó tôi trở về nhà lấy đồ trong kho mở rộng sẵn chỗ trồng rau để sau này có hạt giống thì trồng luôn. Rồi đi lên phía bên trên băng quanh những làn khói đen mà mấy cây gai để lại. Đập mấy cái chắn đường nữa để lên được cây cầu gỗ, nối với một bệ thờ, yêu cầu có một con dấu topaz để kích hoạt. Con đường phía dưới đó có thêm nhiều cây gai. Tôi vừa đi vừa đập đến hết cả ngày trời. Sáng hôm sau cá đã được bán, nên Eddie kêu tôi xuống bến cảng để nhận thưởng. Qua đêm mà bọn chim hốt luôn của tôi một cây cải rồi. May mà đám còn lại đã cho thu hoạch. Tôi lại phải gập lưng chổng đít lên nhổ, rồi nướng chín tất cả trên bếp. Sau đó phi ra bến cảng nhận thưởng 500 vàng. Ông lại dụ tôi tới gặp chị gái của ông tên là Erlai. Câu kéo một lúc, bà gà gẫm tôi mua một con gà. Thật ra là cũng bị dụ thật, nhưng mà tôi cũng cần có gà nên đành mua một con KFC. Khổ có con gà mà cũng phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Mà giờ mới biết đây là cái chuồng gà. Tôi cứ tưởng là nhà của anh hàng xóm chứ. Có gà rồi thì phải có đồ ăn cho nó. Đơn giản chỉ là thêm cỏ vào trong máng là xong. Tính ra thì cái chuồng này còn to hơn cái nhà của tôi ấy. Sau khi bị dụ bởi cả họ hàng hàng hốc, tôi lại xuống gặp ông Eddie. Ông rỉ tai tôi về mỏ nước mặn, dụ tôi tới nhà Cleo để xin chìa khóa. Tuy nhiên trước khi vào đó tôi cần chuẩn bị trước nhu yếu phẩm. Thuốc thang thì có bán sẵn trong cửa hàng nhà Vera. Đồ ăn thì có mấy cái cây củ cải đã nấu sẵn ở nhà rồi. Thế là tôi có được chìa khóa và yêu cầu nhặt nhạnh chế tạo thêm vài thứ. Nhờ bị dụ khắp làng nên tôi đã có một người bạn đầu tiên. Tôi mò tới gặp Frida để nhận thưởng trước. Trên đường đi tôi gặp Trân Châu gạ tôi chơi kinh doanh đa cấp. Cơ mà để sau đã. Do không biết đường đi nên sau một hồi lần mò tôi nhỡ tay nhận thêm cả đống nhiệm vụ nữa. Giết rồi không biết là tôi được vớt lên đây để làm người hay làm nô lệ nữa. Thôi thì cũng đã muộn. Tôi về nhà đặt thêm một cái ghế, rồi đi mua thêm một con gà Lotte để chúng nó đánh nhau. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tìm đường tới mỏ nước mặn. Nó khá xa so với nhà của tôi, cơ mà có trình pack cua nên tôi nhanh chóng tới được nơi đó. Cạnh bờ biển có một con tàu bị đắm. Tôi ngó ra xem có thó được gì không mà bị xoáy nước hút xuống, rồi nhổ toẹt phát bay lên bờ. Chắc nó là thứ ngăn cản tôi rời khỏi đảo. Tôi lấy chìa khóa mở cổng mỏ rồi tiến vào. Quặng ở đây lộ thiên luôn, tuy nhiên lại không có quặng đồng, và mỗi tầng sẽ cần kích hoạt một bàn cảm biến để mở cửa sang vòng tiếp theo. Nó sẽ được giấu ngẫu nhiên bên dưới một cục quặng hay hòn đá nào đó. Rất may là ngay ở trong vòng tiếp theo đã có một mỏ đồng đầu tiên. Tôi chỉ tập trung đào hết mỏ đồng rồi hên vớ được ngay cái bàn cảm biến để tiến tới phòng tiếp theo. Chắc là tôi có thể mở luôn cái cửa nếu như có con dấu đồng. Cái này có lẽ là phải chế tạo, nên tạm thời là cứ làm thủ công trước đã. Đến tầng thứ 5, tôi thấy có một chiếc hòm mimic, thế là vác trượng ra đập nó tới tấp, nhặt được đá và gỗ. Tôi hốt hết đám đồng ở tầng này, và còn lượm được thêm một cục đá quý màu vàng nữa. Do hết thể lực nên tôi lại mò đường ra khỏi đó, về nhà làm một cái máy tạo con dấu, dùng để chế tạo con dấu, mở cửa các phòng trong mỏ. Tôi muốn làm thêm cái lò nung nữa, nên vừa đi đào đá vừa đớp đồ ăn để hồi thối thể lực ít ỏi. Hì hục mãi mới đủ đá để xây một chiếc lò nung bên cạnh chuồng gà. Cùng lúc đó con dấu đầu tiên của tôi cũng đã chế tạo xong. Sau khi ngủ nghỉ cả đêm, sáng hôm sau tôi mò đến gặp Cleo để nhận thưởng. Cô ấy yêu cầu tôi làm một cái lò nung và nâng cấp đồ từ than. Tôi lại lật đật về nhà, dùng số đồng đào được hôm qua để nấu thành thanh. Trong lúc chờ tôi đi gặp Sky để mua chiếc túi to hơn, đựng được nhiều rác hơn. Rồi qua sạp của Holly mua ít hạt giống đem về trồng vào chỗ đất đã làm trước đó. Lò đã luộc xong đồng, tôi mang xuống nhờ Than nâng cấp chiếc cúp và nhận được thêm yêu cầu nâng lên đồ sắt từ Cleo. Giết rồi tôi trở thành thằng sai vặt từ bao giờ thế? Để không bị mất tâm thần, tôi mò ra biển câu cá để xả sờ chết, rồi đem về nhà nướng, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Sáng sớm tôi đã có mặt ở mỏ, đã thử con dấu vào bệ và đúng như tôi nghĩ, nó mở ngay cánh cửa dẫn sang phòng khác. Nhưng mà có mỗi một cục nên các tầng sau tôi vẫn phải tìm bàn cảm biến thủ công. Lần này tôi xuống để tìm thêm quặng đồng và than. Mãi khi tới tầng 11 tôi mới thấy có vài con quái để đánh làm nhiệm vụ. Và cũng ở tầng này tôi đào được thêm quặng sắt cùng các loại đá quý đủ màu sắc. Mải mê đào bới không xem giờ giấc nên tôi đã ngã vật ra đường lúc lửa đêm. Thần kỳ là sáng hôm sau tôi lại thức dậy ở nhà. Tôi đi nấu ngay thỏi sắt ở lò nung, rồi chế thêm một ít con dấu đồng nữa để đỡ phải đào lung tung tìm bàn cảm biến áp lực, giúp tiết kiệm thể lực. Cái lò đun lâu quá nên tôi làm thêm một cái nữa, nấu song song cho nhanh. Luộc quặng xong xuôi tôi tính đem đến tiệm của Than thì bắt gặp một thằng đang khua môi múa mép. Thế là dằn mặt, cơ mà không có tác dụng. Tôi nhờ Than nâng cấp chiếc rìu và xẻng lên đồng. Đến trưa thì đủ sắt để nâng chiếc cúp lên sắt. Nó có thêm chiêu nhảy lên phá ở một khu vực nhỏ. Tôi mò đi gặp Cleo để nhận thưởng. Nhưng hôm nay mụ này lên tít phía trên trang trại. Cleo lại treo thêm nhiệm vụ vào được tầng 25 của mỏ. Tôi về nhà làm thêm một vài con dấu lạ lạ nữa, rồi đi mua một bộ quần áo rách mới, trông cho nó ngon dai hơn một tí. Xong tới quán ăn, mua những món phục hồi thể lực. Chứ tự nấu thì lại phải kiếm vật liệu, mệt lắm. Đồ dùng đã chuẩn bị xong, tôi nhanh chóng di chuyển tới hầm mỏ. Giờ mới biết những tầng nào tôi đã lắp con dấu thì cửa sẽ được mở sẵn. Tôi cũng mang theo nên nhanh chóng mở cửa để tới được tầng 8. Chỗ này cần có một con dấu khác cơ. Thế là tôi lại về nhà chế tạo thêm vài cái, mở được tới tầng 12 bọ. Nên đành phải tiếp tục đào chay để kiếm thêm một ít vật liệu. Đến tối tôi trở về nhà gặp ông huấn luyện viên chết tiệt để nhận thưởng nhiệm vụ đánh quái vật. Trở về nhà làm thêm ít con dấu nữa, nấu thêm quặng đồng và sắt rồi đi ngủ. Qua cả đêm nên tất cả đã nấu xong. Tôi tiếp tục làm thêm vài con dấu, nấu quặng. Trong khi chờ thì đi chặt một vài cái cây mới mọc cạnh vườn rau. Xong xuôi tôi mò tiếp xuống các tầng thấp hơn, dùng con dấu để mở cửa. Tầng này có thêm quặng mới và mấy con quái hình bánh lái với mỏ neo. Khốn nạn là mỗi tầng nó lại yêu cầu con dấu khác nhau, không tới được thì không biết nó cần con dấu nào. Dưới này lại tòi thêm con quái hình khẩu pháo, bắn tăng tăng, chết rơi ra sắt. Tôi cứ hì hục đào thủ công, thế mà cũng tới được tầng 25, nơi có một cái bệ thờ với một giọng nói thần bí. Cho tôi nguyên một mả danh sách đồ để đem tới hóa vàng. Thì ra đó là giọng nói từ một con kỳ nhông biển. Nhìn nó mà tôi muốn cắt khúc ra nướng luôn. Cơ mà do muộn rồi nên tôi quyết định quay về. Sáng hôm sau tôi cất bớt đồ vào trong kho rồi chạy ra bờ biển để nhặt san hô, đô la. Những thứ đó thì dễ kiếm. Đến bọn cá mòi thì phải gập lưng kéo lê la cả ngày mới đủ. Một vài nguyên liệu còn thiếu sẽ cần những máy móc riêng. Trong khi nung đá để làm cưa sắt, tôi tạo thử một cái bàn uống nước giải khát, chuyên làm các loại đồ uống heo thì. Sau đó xuống gặp Than để nâng cấp liềm và bình tưới nước lên đồng cho đủ bộ. Muốn nâng cấp dìu lên sắt mà hết cả tiền. Mà không hiểu sao thanh niên rách đến tán em Than hay tôi mà cứ thả tim ầm ầm thì không biết. Ghê chết đi được. Tôi về nhà làm một cái chạm cắt gỗ. Nó sẽ cắt gỗ ra từng phần. Vật liệu cần để làm cái bếp lò. Mỗi tội thiếu mất 3/4 vật liệu. Cũng may là mọi thứ đều ở xung quanh ta, chỉ hơi mất công tí thôi. Cơ mà thấy làm được cái bàn thái đồ ăn, tôi chế luôn. Nó dùng để sơ chế đồ ăn và cả món tôi cần để cúng cho con thằn lằn trong hang. Đến tận sáng hôm sau, gạch mới nung xong, để đủ làm một cái bếp lò. Nó sẽ dùng để nấu món ăn, có món cá hấp để đem đi cúng. Sẽ cần những nguyên vật liệu được sơ chế từ bàn thái đồ ăn và không có thứ gì mà tôi có cả. May mà bốc được một ít rau dại ở cạnh suối để đem về thái ra. Cá thì mất một ít thời gian để câu là được. Tới tận chiều tối tôi mới đủ nguyên liệu để làm món cá hấp. Cơ mà hình ảnh thì lại không đúng tên cho lắm. Bị thiếu mất ít rau nên tôi mò đi tìm thử. Từ trên núi cao tới quán Sơn Hào Hải Vị mà không có nơi nào bán cả. Nên cả ngày hôm sau tôi dành toàn bộ thời gian để tới mỏ, đào thêm các loại quặng với đá quý. Để đủ nguyên liệu làm máy đánh bóng đá quý. Như tên gọi, nó dùng để đánh bóng đá quý thô cho nó bóng đẹp. Còn khá nhiều đá nên tôi thử nghiệm một ít. Thử cả mấy con dấu mới có thêm nữa. Trong lúc chờ máy móc chạy, tôi đi trồng một ít hoa để vườn nó có sức sống hơn. Sau đó đi thu hoạch củ cải đã chín, đem về thái hạt lựu. Con dấu đại dương vừa mới được làm xong. Tôi cầm nó chạy tới bệ đá gần làng, cho vào kích hoạt. Thì ra đây là bệ dịch chuyển, giúp tôi di chuyển nhanh hơn tới các vị trí đã được kích hoạt bệ đá cổ. Về nhà tôi làm được một cái nhạc viện của côn trùng. Cũng chả hiểu nó để làm gì, chắc là chiết xuất tinh dầu hay vật liệu từ các con côn trùng. Vô dụng đối với tôi lúc này. Nên tôi mò tới chợ bán thử đống đá vừa mới đánh bóng và nó kiếm được khá tiền luôn. Khi về tôi đủ vật liệu để làm bàn trang trí, chuyên tạo các món đồ dùng, vật phẩm để trang trí nhà cửa. Giờ mới để ý cạnh nhà tôi cũng có một cái bệ dịch chuyển. Cơ mà do không đủ vật liệu nên là tôi làm trước một con dấu topaz. Sau đó vì tò mò mà tôi đi bắt bọ khắp nơi trên đảo đem về ép thành nước. Định để hôm sau thì... Sáng nay trời đổ cơn mưa, lòng tôi đau nhớ lúc xưa vẫn giàu. Lúc mà củ cải nhổ lên đem đi nướng ăn hết. Để bây giờ không có đủ để mà nấu đồ đi cúng. Hôm qua tôi đi bắt bọ để ép nhằm lấy tinh dầu của nó để làm thử cái mảng cỏ hoang dã. Lúc cần thì cắt để lấy lá cho gà ăn. Thật ra là làm thử xem có rau sạch hay không. Để tiết kiệm đống thời gian chạy tới chạy lui vào chợ, tôi tới gặp chị Châu đa cấp, mua một cái sạp hàng để đặt ở nhà. Sau đó chặt cây lấy gỗ để cắt thành miếng ván, rồi quay lại khu mỏ đào thêm đá quý đến hết ngày. Sáng hôm sau tôi lại lấy đồ xay từ đám bọ và một bụi cỏ khác. Cơ mà cắt hết rồi mà vẫn không lòi ra được cọng rau mà tôi cần. Chán đời, tôi đi đánh bóng chỗ đá quý rồi lang thang và mừng húm khi thấy chỗ rau đã mọc lại. Tôi vội nhổ hết cả đám đem về cắt sợi để nấu nốt món cá hấp. Tôi vừa làm xong một con dấu hên sao nó là con dấu dịch chuyển tới mỏ. Thế là từ bây giờ tiết kiệm được cả khối thời gian di chuyển. Thật ra thì trong suốt thời gian qua tôi ngủ trong một cái phòng như đống rác. Nên hôm nay nhân lúc chăm chỉ tôi sẽ dọn dẹp lại nó một tí. Bỏ cái đệm ngủ đi để đặt một cái giường đàng hoàng. Trông nó bớt rác đi thôi. Chờ mãi thì đám sò ốc mới xuất hiện lại. Tôi tranh thủ ra bờ biển nhặt nhạnh nốt rồi đem lại cúng cho con kỳ nhông khốn nạn. Ai dè thiếu mất một cây san hô. May mà ngoài cửa còn sót, thế là đủ đồ cúng cho nó. Cả hai chúng tôi vui vẻ ăn cùng nhau. Nó kể cho tôi nhiều câu chuyện mà tôi cho là bốc phét. Rồi truyền lại cho tôi một câu thần chú mới vào cây trượng phép. Sau đó cả hai cùng lên mặt biển sử dụng câu thần chú để xóa bỏ lời nguyền váy nước, ngăn cách hòn đảo khỏi thế giới bên ngoài bấy lâu nay. Nhờ thế bến cảng đã mở cửa và du khách một lần nữa lại có thể tới thăm. Câu thần chú mà tôi nhận được có tên là Vô Tách, tạo ra một dòng xoáy không khí, chả biết để làm gì. Nên tôi định mò đi hỏi Anarik. Thì ra nó dùng để thổi đám khói đen sau khi cây gai bị tiêu diệt. Thế là tôi vác đi hút hết đám mà tôi thấy. Đến đoạn cần thiết nhất thì lại hết mana để dùng. Thật là khốn nạn. Tôi gặp thanh niên Anarik để khoe, hắn gạ tôi dùng thử. Mà giờ mới biết mana sẽ hồi lại sau một khoảng thời gian. Khoe xong tôi chạy đi tìm Sky để mua cái ba lô to hơn để chứa đồ cho đã. Rồi qua gặp ông bác Eddie khoe tiếp. Bác xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi nói đem tới đây 10 khúc gỗ. Thế là thằng cháu lại phải è cổ ra chặt. Đưa xong thì ông thả tim đầy tình thương mến thương. Tôi muốn về nhà, ở đây toàn bóc lột phân biệt đối xử thôi. Những ngọn sóng nhẹ nhàng đẩy tôi một mạch về cảng. Trong lòng thì đau đớn, mưa gió thì quần quật vào mặt. Tôi buồn bã rủ rách uống trà đá, hút điếu thuốc để cả hai cùng nhau sưởi ấm tâm thần lẫn thể xác. Tổn thương vô cùng. Tôi định về nhà thì thấy một con dở người đang đứng hết dưới mưa. Chắc là mai sẽ đau họng lắm, nên tôi tặng nó một ly trà dâu để hú cho nó khét. Sau đó tôi đi gặp Dây, chủ hãng chuyển phát của làng. Giờ tôi có thể nhận được những hợp đồng vận chuyển. Vẫn là đồ cơ bản thôi, nhưng mà giá sẽ cao hơn so với bán ở chợ. Mặc dù tiền bán đá quý nhiều hơn, cơ mà do không đủ nên tôi quyết định thử nhận đơn làm giấy. Phải thử trước đã, biết đâu lại bị lừa. Bọn dân làng này cáo già lắm. Đêm đó khi tôi đang say giấc cùng tiếng dế kêu du dương, một mụ hiện hồn lên kêu tôi mai tới gặp bà ấy và bắt tôi gọi là mẹ. Mẹ ngủ cũng không yên. Sáng nay trời lại mưa. Tôi đem giấy hôm qua đã làm tới, nhận nhiệm vụ và được trả tiền luôn. Sau đó tìm tới chỗ bị khói chặn, dùng trượng khều đi, rồi tiến thẳng vào trong, nơi mà mẹ đang chờ. Vẫn là bài gạ gẫm dụ dỗ và tống cho một đống thứ để đem lên cúng. Giống mẹ tôi thật. Mỗi lần nhờ là cả một mả thứ cần làm. Trên đường trở về, tôi thấy có thêm cái nhà ở khu của tôi. Chui vào thì ra là chuồng thú. Nhà của mình mà cứ ngơ ngơ đơ đơ vậy, chả biết đâu vào đâu cả. Những loại đồ cúng thì cần có 3 lọ ép bọ, 3 hũ bụi dung. Thế là mặc dù mưa gió lạnh người, tôi vẫn phải cố phác vợt đi bắt chuồn chuồn. Đủ cả 2 thứ tôi mang lên cúng để giải hạn cho mẹ. Mẹ cho tôi một đôi cánh vàng sặc sỡ. Ngoài tăng vẻ đẹp nữ tính cho tôi thì còn giúp tôi nhảy cao hơn một tí. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm cánh cổng bí ẩn, thứ mà trên bản đồ không có, nên tôi lại phải mò mò đi tìm. Những thứ bí ẩn chắc sẽ ở chỗ bí ẩn. Nhờ có cánh tôi đã có thể nhảy qua được hố sụt cạnh thác nước và tìm được cánh cổng bí ẩn đó. Mẹ lại yêu cầu tôi làm một đống thứ nữa để kích hoạt cánh cổng. Giết rồi đến cả mẹ cũng lợi dụng đầy đọa cái thân này. Để làm nhanh mọi việc hơn, tôi xuống tìm than để nâng cấp toàn bộ công cụ lên đồ sắt. Lúc đi về tôi thấy con dở hơi hôm qua, nhưng mà nó không hát nữa, mà chỉ đứng ngắm mưa cạnh dòng suối, cá lưa thưa lượn lờ. Cho uống cốc trà xong thì giờ em lại đòi uống tiếp. Thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Tôi xuống mua cho em một suất, cơ mà do mải mê suy nghĩ nên quên mất về thẳng nhà ngủ. Sao mấy hôm nay trời cứ mưa mãi vậy? Sáng dậy mà cứ gật gà gật gù, sợ lạnh mà ốm nên cả ngày hôm đó tôi cắm mặt đi đào đá quý ở mỏ nước mặn cho tới tối. Khi về thì đánh bóng rồi làm thêm con dấu dịch chuyển. Sáng sớm hôm sau trời vẫn mưa. Tôi lấy vội con dấu và đống đá quý mới đánh bóng tới hầu cho mẹ. Mẹ bảo mai sẽ dẫn tôi tới cánh cổng bí ẩn để bước vào một vương quốc mới. Đấy là việc ngày mai. Giờ thì phải bán bớt số đá quý để kiếm thêm thu nhập đã. Có tiền tôi tới gặp ông Eddie, tính mua hết cần của ông mà do không đủ cấp nên chỉ mua được một cái cần đầu tiên. Định mò đi câu cá tôi lại thấy một thằng dở hơi ngồi dưới mưa cùng giỏ đồ ăn picnic. Tôi ân cần hỏi han xem có bị chập mạch ở đâu không. Em chỉ nhẹ nhàng kêu muốn một cây bách đập làm quà, nên thôi bye bye. Vẫn còn tiền tôi mò lên nông trại mua hẳn một con bò dẫn về đăng ký tạm trú cạm vắng. Cơ mà sợ nó một mình sẽ buồn nên tôi mua thêm một con cô bê nữa bầu bạn và một con thỏ bông nhốt vào chuồng gà. Với vật liệu mà tôi dâng cúng, mẹ đã sửa cánh cổng mở ra một con đường dẫn tới một thế giới khác. Tưởng là ở thế giới đó tôi sẽ được chuyển sinh, cơ mà không. Trong này toàn đống khí xanh lè, khói sương mờ nhân ảnh và có một người dân tộc Eo đứng cạnh, yêu cầu tôi gặp Bara Randi để nhập cảnh. Thì ra đây là làng Eo. Và với dân tộc nào thì tôi cũng chỉ là một thằng cu li bị sai đủ thứ trên đời. Tôi lượn loanh quanh để khám phá, thấy con bọ rút vượt ra bắt mà không được. Chỉ nhổ được một vài cây nấm xanh lẫn tím rồi lượn về nhà. Giờ tôi có thêm công thức làm máy móc của dân tộc Eo. Có vài món sẽ cần vật liệu ở bên đó. Thôi để đó đã, tôi đi gặp Merit để nhận nhiệm vụ trồng 10 năm bông hoa, chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Cô chỉ bảo trồng chứ chả to tôi giống, thế là lại phải tự đi mua trong sạp chợ. Tính trồng luôn cơ mà hoa thì lại phải cần loại đất khác, mà có đủ đâu nên thôi, chuyện mai để đó. Ngâm cứu công thức của tộc Eo, tôi thấy cái vạc là có thể làm, nên tôi đi nấu nướng, chuẩn bị vật liệu, mò xuống mỏ lấy thêm, để đến tối tôi làm được nó, đặt cạnh vườn rau. Cơ bản thì nó là một loại máy dùng để làm các loại thuốc tăng lực linh tinh thôi. Sáng hôm sau tôi mò đi khắp nơi, xúc mấy đống đất lòi lên để lấy cát và đất phù sa, đem về làm khay trồng hoa. Báo cáo lại và nhận được một bông hoa từ Merit. Với quyết tâm làm máy móc của tộc Eo, tôi lại quay trở lại thế giới đó thông qua cánh cổng. Vác dìu đi chặt gỗ, chặt vạt cả ở đó mà không thấy ai ra cản. Được đà tôi lấy liềm ra cắt hết cỏ, tới tối về xẻ gỗ ra rồi vào nhà ngủ. Sáng hôm sau tôi làm được một cái bàn sắc thuốc, hay tôi còn gọi là máy băm rau lợn. Tôi quay trở lại làng Eo để tính chặt thêm gỗ, nhưng mà tôi chỉ dám chặt ở phía ngoài, còn dính vào màn sương xanh thì sẽ bị mất máu. Tôi sẽ cần loại thuốc Firebreed này để an toàn chui vào đó. Mà muốn làm được thì trước tiên phải bắt được con bọ ở bên đó. Nên tôi đi tìm ông Meo, chi 1000 vàng để nâng cấp vợt. Đúng lúc số gỗ đã xẻ xong, đủ để tôi làm được một cái nhạc viện làng Eo, giúp tôi ép được chế phẩm từ quái vật và bọ ở thế giới đó. Có vợt xịn hơn, tôi mò sang làng Eo, bắt tất cả con nào mà tôi nhìn thấy, đem về nhét vào máy xay ra. Sáng hôm sau mọi thứ đã xong xuôi, tôi lấy để làm thuốc Firebreed. Sau đó tới báo cáo cho Bara Randi và nhận được yêu cầu tới tầng 25 của tàn tích, nơi có một lối vào trông rất là nghệ thuật, di chuyển tôi tới khu mỏ trên trời. Ở đây toàn khí độc nên tôi buộc phải dùng lọ thuốc để an toàn khai thác khi ở đây. Nó cũng có các bệ đá cần có con dấu để mở cửa sang tầng khác. Cơ bản nó sẽ có thêm các loại quặng mới. Nếu muốn đi qua tầng khác tôi sẽ phải tìm được 2 cục hồng ngọc lắp vào 2 bức tượng để mở cửa. Tất nhiên là kiểu hầm ngục nên không thể thiếu các loại quái vật rồi. Có một điều rất là ghê nữa. Những bức tượng ở đây luôn quay tới nhìn theo từng bước di chuyển của tôi. May mà nó chưa làm gì khác. Tầng 3 lại có thêm quái vật la bàn với chiêu đánh hết sức là sáng tạo. Cơ mà lúc này thuốc của tôi đã hết tác dụng. Khí độc từ từ bao vây tôi từ tứ phía và đẩy tôi ra phía ngoài của khu mỏ. Cơ mà không bị rớt gì cả, thế là vẫn về nhà nấu quặng xay bọ như thường. Với số quặng kiếm được hôm qua, tôi mang xuống nhờ Than nâng cấp chiếc cuốc chim trước. Sau đó nhìn Sky thèm thuồng vì không đủ tiền mua ba lô to. Không đủ thì mình đi thăm ngàn. Tôi đánh bóng số đá quý cho gia súc gia cầm ăn, rồi vắt sữa từ đám bò, lấy vật liệu để chế tạo thêm thuốc chống độc, dành cả chiều để chặt thêm gỗ cắt thành tấm ván. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 1, ngày sẽ có lễ hội hoa. Chính vì thế mà cả làng được trang trí sặc sỡ, đủ màu muôn vẻ các loài hoa. Nhưng bông hoa vàng trong làng đập sắt thì vẫn ngó lơ tôi. Chạy khắp làng tưởng có hội hè gì cơ mà không. Thế là tôi chán lượn về ngó, thấy có thể làm được cái tổ ong mật. Làm luôn một cái đặt cạnh vườn hoa, cơ mà chỉ có một cái tổ thôi, chứ ong thì không có, nên lại đầu hoàn đấy. Sau đó tôi làm thêm một cái khung cửu, dùng để làm vải, len, dây dợ và một máy tạo hạt giống và phân bón. Mùa hè đã tới, mặt trời cũng lan tỏa yêu thương bằng cách đốt trụi hết đám cây giống mùa xuân của tôi. Thứ mà chỉ có đám bò là cười hở lợi. Tôi đi dạo loanh quanh một vòng bờ biển để hóng gió, thấy thằng cu kia vẫn ngồi ăn bánh. Thấy chập mạch thật rồi nên tôi thương tình về tận nhà ship cho nó một ít bụi, hít cho nó đã. Sau đó tôi qua bên làng eo, chặt không chừa cái cây nào đem về xẻ. Đang lang thang tôi gặp lại em dở hơi hát dưới mưa. Qua đường thấy đáng thương nên cho ít trà. Mà giờ thì em lại có tình cảm với tôi mới chết chứ. Giờ em không thích trà nữa, thích cái gì cứng và bóng cơ. Thế là tôi mò xuống mỏ, chổng đít lên đào bới để đem tặng cho em. Giờ tôi mới biết đồ đạc trong nhà sẽ giúp gia tăng thể lực tối đa. Sau đó lấy và làm thêm thuốc chống độc, rồi tới quán mua sẵn đồ ăn. Loang ngoang tới 1 giờ chiều hôm sau tôi mới đủ đồ để mò vào mỏ, khám phá được tới tầng 7 khu bên làng eo. Sáng sớm hôm sau tôi nhận được thư từ Aguile, rủ tôi đi hẹn hò. Thật sự là tôi cũng không biết em này là nam hay nữ nữa. Cơ mà thôi, đi chơi là được rồi. Bến tàu chỉ có hai ta, nhìn nhau cười lớn ha 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 ha. Ngồi cả buổi em chỉ nói về ếch, giun và đất. Tôi nghe chán quá không thèm nói. Thế là cả hai ngồi trầm ngâm nhìn về phía biển xa xa. Cơ mà sao biển lại mọc hoa súng thế? Tôi tới gặp Vera mua thêm một ít thuốc hồi máu, rồi làm thêm một ít con dấu. Qua bên mỏ mở được tới tầng 5 thì hết. Thế là lại phải đào thủ công. Sáng hôm sau Aguile lại rủ tôi vào rừng tâm sự. Vẫn là câu chuyện ếch nhái như hôm qua. Hơi chán nên tôi rủ em Pidia tới đúng chỗ đó để mồi chài. Thế này trông đẹp đôi hơn nhiều. Đi để giết thời gian trong lúc chờ làm con dấu thôi. Con dấu không có nhiều nên tôi chỉ mở thông được đến tầng 8. Xong là mải mê đào tới tầng 12 không xem giờ lên lại ngất trên cảnh quất. Hè rồi nên trời nóng chảy mỡ, đứng không cũng phải thè lưỡi ra mà thở. Tôi vội làm thêm một vài con dấu, sau đó tới quán tìm Aguile. Mà chả hiểu kiểu gì mà chúng tôi lại hẹn hò với nhau. Mặc dù chứng kiến ngay trước mắt nhưng em Piria lại không có vấn đề gì cả. Chiều đó tôi làm một cái cửa sổ trang trí nhà rồi phi xuống mỏ, tránh nóng và đào thêm một ít đá quý đem về đánh bóng để bán kiếm tiền. May quá hôm sau trời mưa. Giờ tôi và Aguile đã chính thức hẹn hò với nhau, cùng nhau dùng bữa dưới ánh nến lung linh lãng mạn và cùng nói về những câu chuyện về con ếch. Sau đó tôi đi gặp Than để nâng cấp cho chiếc liềm. Xong phi tới mỏ làng eo, dùng nó để cắt đám cỏ mất dạy mà hôm trước tôi cắt không nổi. Mở đến được tầng 17 nó lại đòi con dấu khác, thế là lại bó tay. Ở tầng này tôi tìm được thêm quặng bạc, thế là cố gắng đào cho đến lúc ngất để trở về nhà. Hôm sau Aguile lại rủ tôi đi hẹn hò. Hẹn gì hẹn lắm thế. Kệ, tôi đi nấu quặng bạc trước, nhận tay làm thêm một vài con dấu bạc để dành, rồi xuống tìm Aguile. May mà hôm nay không nói chuyện với con ếch nữa. Sau đó về nhà làm thêm một vài con dấu lạ, rồi đi lần mò khám phá khu xung quanh. Nhảy loi choi một đoạn tôi thấy có một chỗ toàn băng với tuyết. Cơ mà trên này lạnh quá nên là không đi được. Đành trở về nhà, đem đồng đá quý đi bán kiếm tiền. Trở về tôi lắp một chiếc gương Galaxy S2 vào chiếc cửa sổ hôm trước đã làm. Rồi xuống mua một con cừu về nuôi lấy len. Với mấy cục quặng bạc đã làm, tôi xuống nhờ Than nâng cấp chiếc cúp lên bạc. Vác nó xuống mỏ của làng eo. Giờ thì những bức tượng đã không còn đứng nhìn mà nó sẽ nhảy bổ vào tôi mỗi khi tôi tới đứng gần. Nhưng mà với đôi cánh thần tiên thì đấy chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, tôi đã tiến được tới tầng 2 năm của khu mỏ. Nơi đây có một vị thần đầu nấm. Giọng điệu hết sức bố láo đổ lên đầu tôi một đống thứ cần để hiến tế. Sau đó tôi tạt về làng eo nhổ tất cả những gì tôi thấy, để rồi lại ngã vật ra giữa làng. Hôm sau tôi làm một cái tổ ong nhân giống, cơ mà nó vẫn không có sẵn ong. Thế là đành lôi hết đống đá quý hôm qua kiếm được ra đánh bóng. Tôi qua làng eo để xem lại con dấu cần có để kích hoạt dịch chuyển. Tiện cũng xuống luôn tầng 2 năm để cúng trước một vài món đã chuẩn bị được. Cũng như đào thêm ngọc lục bảo và hái số nấm tím còn thiếu. Hôm sau vẫn còn thiếu ít vật liệu để làm con dấu thạch anh tím, nên tôi phải mò xuống mỏ nước nổi lẫn cả mỏ làng eo để đào thêm. Đến tận tối mới đủ vật liệu để làm con dấu thạch anh tím. Cuối cùng cũng đủ nấm để chế tạo tinh chất bào tử đem đi cúng. Sau đó tới quán gặp Agileo thì ôi dồi ôi, giờ tôi đã có thể cầu hôn em. Cơ mà tôi vẫn không biết em là trai hay gái, nên thôi cứ từ từ. Đi chơi mấy Piria để còn chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất. Cuối cùng thì mọi thứ đã đủ. Tôi đem con dấu thạch anh để kích hoạt bệ đá dịch chuyển ở cạnh mỏ làng eo. Sau đó xuống tầng 2 năm cúng thêm các thứ cho con đầu nấm cần để hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được đồ cúng, con đầu nấm rủ dê tôi ở lại nấu ăn rồi nhậu cùng. Tôi cũng nói việc những làn khói độc đang làm hại mọi người. Nó tức giận lấy áo choàng ra khuấy, nhưng mà không ăn thua. Sau khi nghe tôi kể về cây quyền trượng trong tay, nó cũng đã làm điều tương tự như mẹ. Tôi giơ cây trượng trong tay thắp sáng những ngọn đèn nhỏ ở mỏ, giúp phong ấn đám khí độc xuống vùng bên dưới, giải thoát cho cả làng eo. Họ trở lại cuộc sống khi xưa, vui vẻ, hạnh phúc. Nhận được kỹ năng mới tôi đem ra dùng thử. Nó triệu hồi 3 ngọn lửa quay xung quanh người và biến mất sau một khoảng thời gian ngắn, chưa rõ là để làm gì. Tôi trở lại làng eo để gặp và kể những gì tôi đã làm cho hầu tước, để nói cho ông ấy biết ai mới là anh hùng ở làng. Cơ mà có vẻ ông không quan tâm lắm. Tôi xuống làng nhận yêu cầu thu hoạch cải xương giá từ Adphon đen. Ông anh này thì bán cả hạt giống eo. Tính mua luôn cải nhưng mà ông lại không bán cả hạt giống nên chịu. Ở đây cũng có chị làm thợ mộc. Nhờ chị mà tôi mới biết là tôi được thưởng một khu đất ở bên này. Đấy là nếu tôi có thể nhảy sang được đó. Tôi bên này ra một sáng kiến, đó là đi mua thuốc tăng tốc từ Bararian đi. Nốc vào chạy nhanh như gió, thế là đủ tốc độ để nhảy được sang phía bên kia vực, nơi mà có một nông trại nhỏ và một căn chuồng bò của tôi, y hệt như cái nhà bên làng Bến Cảng. Cũng có nhà kho, chuồng gia cầm và tất nhiên cả bệ dịch chuyển, kích hoạt bằng con dấu thạch anh hồng mà tôi mang theo. Thế là từ giờ tôi có thể dịch chuyển từ căn nhà cũ qua nhà mới luôn. Tôi nấu thêm một ít bạc và quặng eo rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi qua tiệm Than nâng cấp chiếc dìu, rồi qua bên làng eo, thử sử dụng sức mạnh mới ở cây cầu. Thần kỳ làm sao, nó lại tạo cho tôi một cây cầu phép, giúp tôi đi qua lại được từ ngôi nhà mới. Ở trên bản đồ có một khu mới xuất hiện, đó là cao nguyên băng giá. Thì ra là chỗ hôm trước tôi đi, cơ mà lạnh thế này thì chắc là không đi nổi rồi. Và kỹ năng mới thì cũng không giúp ích được gì cả. Cái này đúng là lửa Shopee mà. Tôi cố liều mạng phi lên xem ở đó có gì, để rồi bị đóng thành một cục đá vuông đét. Thế thì đi xuống mỏ kiếm quặng còn có ích hơn. Hôm sau cô Friday nhờ tôi kiếm một cây kế xương băng giá ở chỗ hôm qua tôi vừa bị đóng băng. Cơ mà có lên được đâu mà nhờ. Tôi tiếp tục tới tiệm Than để nâng cấp xẻng và liềm. Sau đó cặm cụi tìm từng thứ trong danh sách lọ thuốc. Có thêm công thức làm thuốc chống lạnh. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa biết hết nguyên liệu là gì, vì thế mà trong máy làm thuốc cũng không có. Tôi mò đi tìm Vera để mua nhưng mà cũng không có bán nốt. Chán đời tôi về nhà làm một cái bàn để tăng giới hạn mana. Nấu vài thỏi sắt, đất sét, đánh bóng nốt số đá quý đã đào được. Sáng hôm sau tôi lấy vật liệu để chuẩn bị, xây một cái đèn thu hút động vật, cho cái bọn này đỡ chạy lung tung khắp nơi. Sau đó xây một cái bàn thủ công, nó dùng để làm mứt, kẹo hay là đồ đóng hộp từ vật liệu mà tôi có. Tôi sang làng eo chui vào một cái hang để gặp dây lo. ông này bán gia súc gia cầm nên tôi mua thử một con đem về cho ở trong chuồng. Thấy mấy cây nấm to vật nên tôi chặt lấy đem về xẻ sẵn ra. Hôm sau tôi đi gặp Jido ở chân núi băng để hỏi về cây kế băng giá, và được chỉ tới gặp Olic, một ông eo già nghiện tà tưa. Tôi phải về tận nhà lấy biếu cho ông để đổi lại được công thức làm lọ thuốc ấm áp, thứ mà tôi đang rất cần. Khổ giữa hè nóng đổ lửa mà lại đi làm thuốc ấm áp. Cơ mà may mà nguyên liệu rất dễ kiếm. Nó chỉ bao gồm một ít bào tử nấm ở trong mỏ eo cùng với mấy cái xác giun. Thế là tôi nhanh chóng làm rồi cầm theo nốc luôn vào mồm để tung tăng trong băng giá. Lần mò đi một hồi tôi lại thấy một cái tế đàn khác. Có một con Bigfoot đang cuộn tròn, mặt buồn rười rượi. Và tất nhiên là nó cũng cần một mả nguyên liệu để đớp. Trên này cũng có bệ dịch chuyển, tất nhiên là không có con dấu để kích hoạt rồi. Tranh thủ tôi thấy gì nhặt được là vơ vơ chặt chặt hết vào túi. Những thứ mà con Bigfoot cần khá nhiều, nhưng phần lớn là dễ lấy, như bụi dung chỉ cần ép mấy con bướm là được. Thế là cả chiều hôm đó tôi mò mò đi bắt hết bướm trong làng. Con mứt thì chỉ cần ép dâu ở bàn thủ công là xong. Tôi thấy có cái mấy ô đất eo là có khả năng biến đổi cây trồng, nên tò mò xuống Holy mua ít phân bón rồi mang qua làng eo trồng thử. Cơ mà vẫn thiếu cái lá Spingen. Mò đi mua thì cả làng chả ai bán, thì ra nó là phụ phẩm từ việc nuôi con này. Thế là tôi mua luôn thử một con. Trong khi chờ nó rụng lá, tôi về nhà trồng ít cây cải rồi bón thử hai loại phân xem kết quả như thế nào. Thời gian còn lại tôi đi mò khắp nơi hái Việt quất. Sau khi lấy mứt đã làm xong, tôi tìm than để nâng cấp xẻng lên bạc và bình tưới nước lên sắt. Tiện thể ghé qua Adpen, tính nâng cấp nhà mà tiền thì thiếu, vật liệu cũng không đủ. Đám củ cải bón phân lạ đã biến đổi thành màu vàng, không rõ là gì, nhưng chắc chắn không phải là cải xương giá. Định làm thêm thuốc ấm áp để lên núi tiếp mà không đủ, thế là lại phải vác vợt đi bắt ốc sên lẫn ốc về để ép ra lấy vỏ. Hôm sau tôi làm thêm một vài lọ thuốc ấm áp, nhổ đám củ cải thường đã chín, đem đi thá hạt lựu. Thuốc đã làm xong tôi lấy theo để đi lên núi tuyết, đưa cho Bigfoot mấy thứ đã làm đủ. Rồi qua làng eo nhặt được một lá Spingen. Cơ mà một lá thì chưa đủ nên tôi mua thêm vài con nữa. Chặt hết đám nấm ở đó rồi đi mua thêm giống về trồng sẵn, vì mấy cây nấm này nó không tự mọc lại. Có vẻ như việc nuôi mấy con này rất năng suất, khi mà sáng hôm sau tôi nhặt được cả đống lá. Thế là đủ để làm 6 ô đất eo, trồng thử mấy cây cải, cơ mà bón phân được có 2 ô. Tới trưa tôi lại mò tới mỏ để đào thêm đá quý đem về đánh bóng, làm thêm ít đồ nội thất và đem đá quý đi bán. Với tác dụng của phân bón thần kỳ, cây cải đã biến thành cà rốt. Cũng gọi là thành công, cơ mà không phải là thứ tôi đang muốn. May mà đám cải bên làng eo đã cho ra đúng thứ tôi đang cần, củ cải xương giá. Cơ mà được có một củ, nên tôi phải chi tiền để mua thêm phân về bón với hy vọng nó thành cải xương giá hết. Để chuẩn bị cho lễ hội cuối mùa hè, Eddie đã yêu cầu tôi câu cho 12 con cá. Thôi thì lâu lâu mới có thời gian để chill, nên tôi dành cả buổi để câu từ biển vào sông. Đưa cho ông thì ông lại kêu tôi làm thành món cá hấp. Bảo làm luôn cá hấp đi, loằng ngoằng. Thế là lại phải về nhà băm băm chặt chặt xào xào nấu nấu để đủ số lượng đưa cho ông. May quá, tôi có thêm một vài cây cải xương giá nữa. Bọn này chỉ cần bón phân thường một lần nữa là có thể thu hoạch luôn. Cơ mà chỉ được có 4 củ nên tôi đem về xay ra để làm hạt giống. Với 4 củ thôi, tôi đã có gấp 3 số hạt cải xương giá, giờ thì không lo bị thiếu nữa. Vì đã trồng nấm theo đường thẳng và cây dìu bạc lại có thêm kỹ năng chém theo đường thẳng, nên việc chặt nấm bây giờ dễ hơn bao giờ hết. Tôi mua thêm một ít hạt nấm và giống cây mới trồng lại, rồi về đưa cá cho ông Eddie, nhận được một quả táo, đem về thái ra luôn. Đã đủ tiền và vật liệu, tôi đi gặp Adpen để nâng cấp nhà. Việc này sẽ được thực hiện vào ngày mai. Ngủ dậy một giấc mà nhà đã to ra hẳn 2 ô liền. Biết thế không thèm nâng cấp còn hơn, mất cả công dọn đồ. Dạo này mải mê kiếm ăn, quên tán gái, thế là gái nhớ quá rủ tôi đi hẹn hò. Thác kia nước chảy ầm ầm, có đôi trai gái âm thầm yêu nhau. Tán tỉnh trong xuôi tôi về làng eo, chăm đám cải và thu hoạch lá lẫn lông từ đám động vật. Xong về làng gặp Liễu để mua thêm một ít hạt giống cây ăn quả, đem về trồng dọc sân nhà. Chiều tối thì lại vào mỏ eo đập đá kiếm ăn. Hôm sau đám cải đã cho thu hoạch, tôi đem về lấy một củ làm giống, sau đó đem luôn qua cho Bigfoot không lại quên. Còn món cuối cùng là rau cắt nhỏ, nó được chế biến từ đậu. Hạt đậu sẽ cần 12 ngày để thu hoạch mà sắp hết mùa rồi, nên tôi mua thử một ít súp lơ đem về trồng, bón thêm phân cho nó kịp thu hoạch vào lúc ra mùa. Tôi tiếp tục chế thêm một vài món đồ nội thất nữa để tăng thể lực cũng như máu. Sau đó là một con dấu sapphire, liều mạng phi lên lắp vào bệ di chuyển và trở về bằng hòm 6 ván. Thời gian còn lại tôi vào trong mỏ để kiếm thêm đá. Hôm sau tôi lắp thử sàn nhà vừa làm, nhưng mà ngoài việc khiến cho nhà tối hơn thì cũng không thấy có lợi ích gì cả. Sau khi bỏ bê cả chục ngày thì cuối cùng tôi cũng trở lại chăm sóc bò với cừu. Nếu mà không cần len thì có lẽ bọn này sẽ bị lãng quên luôn. Vì đã đang cần nên tôi mua thêm một con thỏ và 2 con cừu nữa đem về nuôi. Tôi qua nhà ở làng eo để lấy thêm đất mang về nhà trồng cho tiện chăm sóc. Đang làm việc thì tự nhiên lòi đâu ra một ông eo đứng ngó nghiêng đồ của tôi rồi tự nhiên biến mất. Chả hiểu kiểu gì. Hết trò tôi làm một con bù nhìn rơm, đánh đập nó túi bụi để giết thời gian. Dù cố gắng mà đám cải của tôi vẫn không thể thu hoạch nổi, trong khi hôm nay đã là ngày cuối cùng của mùa hè. Thôi thế thì thôi, tôi xuống mua thêm một ít hạt giống với phân bón nữa. Rồi qua làng eo chặt đám nấm và gỗ đem về xẻ thành ván. Sau đó chạy quanh làng làm mấy nhiệm vụ nhỏ để kiếm thêm, như là câu con lươn ở dưới sông hay đưa thỏi đồng cho cô Merit. Vì là lễ hội mùa hè, bác Eddie cũng bán thêm một vài thứ mới. Cơ mà toàn những thứ tôi không cần hoặc là không đủ tiền nên là thôi. Mùa thu mang tới sắc vàng, phủ kín khắp cả bản làng thân yêu, nhưng mà trông ảm đạm vô cùng. Đám cải thì đã về trời lại béo cho đám bò gà. Tôi đành ngậm ngùi trồng lại vài cây súp lơ, trồng thêm cả một đống hạt đậu. Và không ngờ đám cải xương giá cũng theo hè mà đi mất. Tôi dành thời gian để dọn dẹp đám gỗ đá mới mọc ở cả nhà lẫn làng eo, chăm bẵm cho bọn thú hì hục tới tối mới xong việc. May quá, sáng hôm sau trời lại mưa, đỡ mất sức tưới cho đám rau củ. Thế là có thêm cả đống thời gian để vào mỏ đập đá kiếm ăn. Thật ra tưới nước cũng đơn giản, chỉ là chăm lũ thú hơi vất vả, nên tôi đi tìm gặp bà Eller để nâng cấp máng ăn, giúp tôi nhét được cả đống đồ ăn vào trong một lần. Định nâng cả máng ở bên làng eo mà không đủ tiền mới đau, thế là vẫn cứ phải đào đá kiếm ăn. Tôi cũng khá là chăm chỉ làm đồ nội thất tăng chỉ số. Hiện tại thì thể lực và mana của tôi đã tăng khá nhiều rồi, nên tôi tiếp tục đi lấy thêm bông để làm thành vải và len, đồng thời qua bên làng eo mua thêm thú về nuôi lấy tơ. Vải và len đã làm xong, tôi mang đi chế luôn 2 món tăng máu. Qua làng eo mua thêm máng ăn nâng cấp cho mấy con thú. Tại giờ tôi đang cần tơ hơn nên tôi bán bớt mấy con tạo lá để mua thêm một con làm tơ. Cuối cùng thì đám súp lơ cũng đã có cây cho thu hoạch. Hồ hởi vác đi cắt, tính đem đi cúng cho con Bigfoot thì lại thiếu mất một cây. Mấy hôm trước tôi cũng tranh thủ thời gian đi tán Piria. Thế là hôm nay em gửi thư rủ tôi đi chơi tiếp. Ngồi bên bờ biển, hai trái tim cứ thổn thức dồn dập. Sau những câu nói ngập ngừng, em thổ lộ đã yêu tôi bằng cả tấm thân, tấm lòng. Nhưng tôi cũng yêu cả Aguilera nữa, nên là tôi biết phải làm sao khi mà tình yêu ở giữa hai ngả đường. Sáng hôm sau, đám súp lơ đã chín hết, tôi đem đi xác nhỏ, rồi mang theo dịch chuyển tới cao nguyên băng giá, đem cúng cho con Bigfoot. Có đồ ăn cái là cười khành khặc ngay. Sau đó tôi về nhà tung tăng chạy đi mua trà sữa để đem tới cho Piria, cứ mưa là lại ra ngồi hóng mát. Về nhà tôi thu hoạch đống cải băng giá, tiện tay mở rộng luôn chỗ đất eo, xay ít củ để làm hạt giống, để dành lúc cần thì có mà dùng. Bigfoot rủ tôi lên cao nguyên băng giá để nhậu cùng với những thứ mà tôi đã cúng. Sau đó nó cho tôi thêm một câu thần chú vào chiếc trượng phép, rồi vươn mình vỗ tay một cái, khiến mây mù giá rét bay đi hết, nhưng lại ánh sáng mặt trời trên đỉnh núi lạnh giá. Nhờ đó suối lại tiếp tục chảy, cây cối lại đâm chồi, nảy lộc. Phép thuật tôi mới nhận được là một trái tim đỏ, trông đẹp chứ chưa biết để làm gì. Cao nguyên băng giá cũng thay ra đổi thịt, có thêm nhiều loại côn trùng mới, rau củ mới, và nhất là cây kế băng giá tôi đang cần tìm. Đủ số lượng tôi trở về đưa cho Frida để nhận tiền thưởng. Tôi quay lại tiếp tục tàn phá thiên nhiên, vô tình thấy một con đường nhỏ dẫn tới một khu toàn dung nham nóng chảy. Ngoài bắt 2 con bọ ra thì tôi không thể nhảy qua đó được. Tại vùng cao hơn ở chỗ đó có những cái cây mà dìu tôi không thể chặt được. Chán đời tôi ngược về nhà và thấy có thêm công thức mới nên tất bật chuẩn bị vật liệu. Lúc chờ lại mò lên núi đào rêu rồi về nhà ngủ. Sáng hôm sau có bức thư khẩn cấp được gửi tới từ Olic. Tôi vội vã đi qua xem, té ra là băng tan. Ông này không cắt được đá đem bán nữa nên quyết định chuyển qua bán cá. Cơ mà cần tôi bán thử trước để thăm dò thị trường. Thôi thì cũng là vì tôi nên chuyện mới thành ra thế này. Tôi mò lên núi định câu, cơ mà cá ở trên này khỏe thế, cần tôi không kéo nổi luôn. Tôi mò xuống gặp bác Eddie, chi 2.500 nâng cấp chiếc cần lên. Thế là thoải mái giật hết đám cá trong hồ. Đủ ba con tôi chạy về chợ đang bán thử, rồi về nhà làm cái nhạc viện băng mới có, nó để xay mấy loại bọ băng thôi. Sau đó tôi đi thu hoạch, chăm sóc gà qué rồi đi ngủ. Cá bán được rồi mà Olix lại muốn có khách sộp luôn, nên yêu cầu tôi đi gặp hầu tước để dụ dỗ. Tất nhiên là người có quyền thì quan tâm gì đến mấy con cá. Thay vào đó, việc tan băng đã khiến cho núi lửa ngày càng nóng hơn. Ông ấy muốn tôi đi hỏi han những eo đang sống ở gần đó. Lần mò một lúc trên núi, tôi thấy eo đó đang đứng sau cục lava chặn đường. Tôi dùng bừa kỹ năng mới được cho, ai ngờ nó phá luôn cả cục dung nham, thế là đi vào trong được. Bạn eo này rất biết ơn khi tôi phá dung nham chặn đường nên cho tôi công thức làm thuốc chống cháy. Nguyên liệu cũng không có gì khó khăn cả, toàn là chế phẩm từ mấy con bọ và các loại cỏ trên núi. Làm xong thuốc tôi mang lên cho eo trên núi xem thử, rồi lại nhận được yêu cầu xuống tầng 2-5 của núi nửa. Đang có thuốc nên rồi tôi phi vào chơi luôn. Cơ bản thì nó cũng là cái mỏ, cần có con dấu để mở cửa. Theo kèm đó tất nhiên là các loại quặng mới. Cơ mà mở cửa cái mỏ này khá là khắm. Tôi phải vác mấy cục đá phép chạy thật nhanh tới cái bệ đá yêu cầu thì mới mở được cửa xuống tầng tiếp theo. Dưới này cũng không thiếu các loại quái vật. Lượn lờ một lúc mà thuốc đã hết tác dụng. Cái nóng bủa vây làm mờ đi đôi mắt của tôi, khiến tôi nằm vật ra ngoài. Hôm sau tôi chế tạo thêm một lọ thuốc chống nóng nữa. Trong lúc chờ nấu tôi qua mua thêm một ít đồ ăn hồi thể lực, rồi tới tiện của Than xem những vật liệu gần để nâng cấp bộ công cụ. Chạy lên núi cắt thêm một ít cỏ về ép thành xương giá, sau đó thì tiếp tục vào mỏ núi nửa, hì hục đào bới. Tới được tầng 3 thì thuốc hết phê, thế là bị đốt cháy phù về tận nhà. Cũng tiện thể để tôi lấu luôn mấy thanh quặng mới, cùng với con dấu. Với số quặng mới tôi đã tìm gặp Than để nâng cấp cây cúp trước, rồi vào mỏ núi nửa, kích hoạt con dấu để mở cửa tới các tầng sâu hơn. Tới được tầng 5 nó lại yêu cầu con dấu khác, hên là chỗ này lại có thêm đá quý ruby và garnet, những thứ dùng để làm con dấu mở cửa tầng 5. Cơ mà do khinh thường lũ quái nên tôi bị hội đồng tới chết. Cộng với số con dấu hôm qua đã làm lúc trước khi đi ngủ, tôi đã có 6 cái khác nhau. Cơ mà cũng chỉ tới được tầng 7. Từ tầng này mọi thứ có vẻ cứng hơn, đồ bằng bạc cũng không đủ sức để hốt đám này nữa rồi, nên đành đào các loại quặng xung quanh. Quái chỗ này thì toàn chơi hội đồng thôi, may mà có chiêu mới nên cũng dễ đánh hơn. Cơ mà cũng rất nguy hiểm, may mà túi đồ đã đầy để tôi có lý do mà té về nhà. Giờ thì việc kiếm quặng Orichacum quá là đơn giản rồi. Tôi đen đi nâng cấp, cơ mà do không tính số lượng nên là nâng nhầm cái dìu trước. Mà tính ra thì đám đá quý ngoài đánh bóng đem bán thì giờ cũng không có nhiều tác dụng lắm. Tôi mò sang làng eo mua thêm một ít thuốc hồi máu, mất gần hết cả tiền. Thế là về bán chỗ đá vừa mới được đánh bóng để kiếm thêm. Sau đó dành thời gian đi thu hoạch phụ phẩm từ đám thú vật, làm thành vải để chế tạo một cái ghế bành, đặt vào nhà tăng số lượng máu tối đa. Chuẩn bị cả ngày hôm qua để hôm nay tiếp tục chinh phục mỏ núi nửa. Dùng con dấu mở cửa và tiếp tục khai thác quặng. Tới được tầng 15 tôi phát hiện ra được thêm cả vàng, nên rút cúp ra đào cho bằng hết. Mặc dù sắp hết thể lực nhưng may mắn tôi tìm được cục đá để mở cổng xuống tầng 16, nơi còn có thứ quý giá hơn nữa, kim cương. Hôm sau tôi chủ yếu làm thêm các loại con dấu để mở cửa, ngó nghiêng các món đồ nội thất, chuẩn bị vật liệu rồi tới gặp Than nâng cấp liềm. Để hôm sau quay lại mỏ, cắt đám cỏ màu đỏ ở dưới mỏ, chưa biết để làm gì, cơ mà cứ nhặt đã. Dưới này cũng có những chỗ đá sập, chả hiểu nhảy nhót thế nào mà có cái lỗ duy nhất tôi lại thụt luôn vào nó. Tới tầng 20, có nhiều loại đá quý hơn. Mấy con quái bom khi chết cũng rớt cả obsidian. Cơ mà sao cái lũ này lúc nào cũng xúm ở đâu ra cả lũ, chơi hội đồng thế thì chịu rồi. Sáng hôm sau tôi nấu hết số vàng đào được, lại mò vào mỏ để kiếm thêm kim cương. Đến chiều thì đem về đánh bóng. Cầm cả thỏi vàng trên tay hí ha hí hửng phi tới nhờ Than nâng cấp thì mới nhận ra là hết tiền. Thế là thất tha thất thiểu về, bán nốt số kim cương và đá quý mới làm, được cả mớ tiền luôn. Tiền về túi một phát là phi xuống gặp Than nâng cấp ngay chiếc cúp lên vàng và chiếc xẻng lên Orichacum. Rồi tiếp tục vào mỏ cày cuốc, tới tầng 24 có xuất hiện luôn cả đá obsidian, mỗi tội hơi ít. Cuối cùng tầng 25 cũng đã được mở, tôi tiến vào tế đàn, nơi có một con quỷ lửa, không biết đang bực tức hay là mót đái mót ị nữa. Chắc là bực thôi, chứ kêu cả đống đồ ăn thế kia mà. Trong danh sách nó cần thì có trái tim ngọn lửa là tôi không biết kiếm ở đâu. Còn mấy cái khác thì ở các máy móc chuyên dụng hoặc là có sẵn luôn ở dưới mỏ cả rồi. Có lẽ là trái tim ngọn lửa là một loại thực vật biến đổi. Tôi bèn xuống chợ mua một ít hạt súp lơ và phân bón, đem về trồng thử. Vì cái này khi chín có hình gần giống trái tim mà. Nãy về thì có gặp Empiria đứng tơ hơ ngoài suối rồi. Tôi mò xuống hỏi han, thấy có thể cầu hôn được với ẻm. Cơ mà cứ từ từ, ăn còn chưa đủ thì tha mà nuôi được ai. Trái với kỳ vọng của tôi, súp lơ lại biến thành bắp cải. Chán đời, tôi xuống chợ dạo shop và đập mắt phải một bộ vest hết sức quý phái. Thế là Phi về vật hết đám cừu ra tỉa lông, đem đi làm len. Sau đó qua tàn tích đào một ít ngọc bục bảo và mỏ núi lửa để kiếm thêm obsidian. Đến lúc về tôi thấy đám súp lơ đúng là ra trái tim của lửa thật. Phải trồng bên đất của eo thì mới ra cơ, còn đất thường thì nó lại ra cây khác. Với số đá quý mới đào được tôi đánh bóng hết để kiếm thêm tiền, thậm chí còn bán luôn cả đá thô nữa. Thấm thoát đã sắp hết mùa thu, Holly lại cần tôi trợ giúp, yêu cầu tôi thu hoạch 12 cây trồng. Tôi về nhổ hết đám đậu đã chín mà cũng không đủ, nên đành đi chăm bọn động vật, làm thêm len và vào mỏ kiếm ngọc để bán tiếp. Công việc cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới ngày 81. Sau khi thu hoạch được mấy cái cây bắp cải, tôi tới trả nhiệm vụ cho Holly, được cho một ít hạt giống bí ngô. Cô ấy lại muốn ăn cả salad, con gái con nứa ăn gì mà những 10 đĩa liền. Mãi mới xong để đổi lại lấy hạt túi bí đao. Những ngày này thì khá là nhàm chán, chủ yếu là đi linh tinh để chờ trái tim của lửa chín thôi. Chán quá nên tôi xây linh tinh, lôi gỗ ra để làm hàng rào quây các khu riêng rẽ. Hết gỗ thì chặt cả cây trong vườn, chơi hết cả đống cây ăn quả luôn. Mà giờ tôi mới biết mấy cái thứ này là công thức chế tạo, những thứ tôi không thể có nếu cứ đi làm cu li cho cả làng. Thế là tôi dành cả ngày để lần mò khắp nơi nhặt nhạnh. Đặt đường đá vào trong cái vườn ngon hẳn lên. Trái tim của lửa đã chín, tôi dành ra 2 củ để làm hạt giống, 5 củ còn lại đem cúng nốt cho con quỷ lửa. Sau đó về nhà tiếp tục trang trí, chủ yếu là chờ đống len được làm xong, đem hết đi mua bộ vest. Cơ mà chưa dám mặc, vì không ai đi nhặt rác mà ăn mặc lịch sự như thế cả. Tối đó tôi tới gặp con quỷ lửa, nấu cho nó ăn những thứ mà tôi đã cúng và kể cho nó về dòng dung nham đang giận dữ. Nó cũng cố gắng làm dịu dòng dung nham, nhưng mà không được bao lâu vì có vẻ chúng chưa muốn bỏ cuộc. Con quỷ lửa cáu tiết tính phi vào ăn đủ, nhưng tôi đã kéo nó lại và kể về chiếc trượng của mình. Nó lập tức hiểu ra và yểm vào đó một phép thuật mới. Nhờ thế tôi và nó đã có thể dùng được đá lấp lại miệng núi lửa. Hơi nóng tan đi, cây cối lại tiếp tục nảy mầm. Mẹ cũng hẹn tôi tới để gặp. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu, tôi chạy xuống chợ xem có gì. Ngoài đống lá khắp nơi, không thằng nào thèm quét thì không thấy có gì khác cả. Thế là tôi kệ quay về gặp mẹ. Mẹ yêu cầu tôi bắt 4 con sinh vật ấm. Cơ mà trên bản đồ thì chỉ có thêm một vùng nông trại đông lạnh, nên tôi mò tới đó. Thế ra đây là đường vào mỏ núi nửa. Mới một đêm thôi mà cây cối đã xanh tùm thế này rồi. Cơ mà chỗ này có phải đường tới trang trại không mà chỉ có hướng nhảy xuống địa ngục vậy? Thì ra đường nó ở cục đá mà đầu mùa tôi gõ mãi không vỡ. Giờ chỉ cần dùng một chiêu thức mới học là một hít đã đánh tan. Con đường nhỏ dẫn tôi tiến vào nông trại. Trông sơ qua thì cũng không khác gì nhà tôi, ngoại trừ có một hồ nước nóng lộ thiên và chỗ có view triệu đô, cảnh đẹp nhất mà tôi thấy kể từ khi chuyển đến đây sống. Có một cục đá nữa ở cạnh làng, tôi phá thử thì chỉ nhặt được một vài cục đá quý, chứ không có đường đi đâu cả. Thế là quay lại chỗ gần mỏ núi lửa, bắt thử mấy con bọ ở đó. Ấy thế mà nó lại là sinh vật ấm. Bắt một lúc được 4 con tôi đem về cho mẹ. Mẹ kêu tôi đi gặp Ini. Cô ấy khen tôi rồi cười khành khạch, kêu tôi đi khoe với hầu tước. Nhưng mà muộn rồi, về ngủ trước đã. Hôm sau trời đã vào mùa đông, mải mê làm cu li nên quên không tính, mất hết cả đám rau. Nhưng mà giờ tôi cũng không quá quan tâm nữa. Tôi nhanh chóng tới làng eo gặp ông hầu tước và nhận được 10.000 đồng luôn. Cái thời cu li đã qua rồi, giờ tôi đã làm chủ. Mà chủ thì phải mặc sao cho xứng. Cái mà sao mặc vào thì như đang bị bó bột một tay thế nhở. Thật ra thì tôi mặc như thế là để thực hiện một việc hệ trọng. Tôi sẽ đi cầu hôn em Arine. Tất nhiên là tình cảm dâng trào thì làm sao mà làng từ chối được. Tiền đám cưới thì cũng khá là rẻ, chỉ mất khoảng 10.000 đồng. Tôi còn được tặng cho cả một bộ lễ phục dành riêng cho ngày cưới nữa. Đám cưới sẽ được diễn ra vào ngày mai, suýt nữa thì trùng với sinh nhật của Piria. Lấy vợ thì phải có nhà cửa đàng hoàng. Tôi tới gặp Apen, nâng cấp cái chuồng của tôi lên thành nhà. Tối đó mẹ hiện hồn về báo mộng, kêu mai tới gặp để nhận quà đặc biệt. Khốn nạn là hôm sau do thời tiết xấu quá nên đám cưới đã bị hoãn sang ngày mai. Cũng buồn lắm, nhưng mà mẹ kêu có quà thì tôi lại hí hửng tới đó. Nhưng mà quà đâu không thấy, chỉ thấy một đống đồ cúng tế. Khốn nạn! Cơ mà cũng không sao, vì hầu hết đá quý tôi đã có sẵn rồi. Thiếu ít ngọc lục bảo thôi, đào trong mỏ một tí là xong. Đến chiều tôi mang vào làng, nâng cấp dìu và liềm lên trước. Đôi trai gái dắt tay nhau vào lễ đường, với sự chứng kiến của tất cả các dân làng. Nhưng có mỗi tôi mặc lễ phục là sao? Cơ mà không sao, giờ tôi đã biết Aguilera là con gái là tốt rồi. Lễ cưới diễn ra trong một buổi sáng, sau đó ai về nhà đấy. Điều đó đúng với cả vợ tôi luôn. Chả hiểu kiểu gì, tốn cả đống tiền cuối cùng chả làm ăn được gì cả. Do nâng cấp nên nhà tôi có thêm một căn phòng nhỏ, chưa biết để làm gì. Cũng rảnh nên là tôi muốn làm thêm một vài món nội thất nữa. Vừa làm vừa hối hận vì tự nhiên giờ hơi lại hứng lên lấy vợ. Những ngày sau đó, hàng ngày tôi chỉ xuống mỏ đào quặng, đào đá quý về lấy nguyên liệu làm đồ nội thất. Tới ngày 90 tôi hoàn thành được hết tất cả đồ tăng thể lực. Tới ngày 96 tôi làm được hết đồ tăng mana, nâng cấp được thêm chiếc xẻng lên vàng. Ngày 99 tôi quyết định lấy thêm các loại đá quý đánh bóng để đưa cho mẹ, nhận được 10.000 đồng cùng một chiếc sổ đỏ trong làng. Với sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng thì hai làng đã một lần nữa kết nối lại với nhau. Mẹ cũng kể về quá khứ xa xưa cho tất cả mọi người nghe và hứa sẽ trông chừng tốt hơn cho những vệ thần khác. Hy vọng may mắn sẽ luôn ở bên những người dân của cả hai làng mãi mãi về sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn các hội viên của kênh. Bye bye!